chào cô chú, anh chị, các bạn, quý Phật tử trong và ngoài nước đã quay trở lại với kênh YouTube Gánh Hàng Rong của em. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 âm lịch. Em sẽ đưa cô chú, anh chị và các bạn về một ngôi chùa mà được sách kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận là một cặp nến cao 3,83m, nặng 2.100kg. Và ngôi chùa đó được gọi là chùa An Phú. Chùa thường được gọi là chùa Miễn Sành, nằm tọa lạc ở số 24 đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Đây là một trong những ngôi chùa cổ ở thành phố. Chùa do Hòa thượng Thích Thanh Đức sáng lập, đã trải qua hơn 10 đời vị trụ trì. Hòa thượng Thích Từ Bạch đã tổ chức tùng tu chùa từ năm 1960 đến năm 1993. Hòa thượng Thích Từ Bạch sinh năm 1926, thuộc dòng Lâm Tế Chánh, tông đời thứ 41. Ngài xuất gia từ lúc 6 tuổi, qua 60 năm tu học và thành đạo. Ngài là một vị cao tăng đã cống hiến nhiều trong công cuộc hoằng pháp và vận động thống nhất giáo hội. Thượng tọa trụ trì Thích Hiển Đức tiếp tục công việc trùng tu ngôi chùa vào ngày 25 tháng 4 năm 1998 và tổ chức lễ khánh thành vào ngày 1 tháng 4 năm 1999 dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bản vẽ kiến trúc có sự giúp đỡ của kiến trúc sư Nguyễn Văn Lụa và giáo sư Huỳnh Chánh Thiên, Trường Đại học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Điện Phật được bày trí trang nghiêm, đặt thờ Đức Phật Thích Ca cả bốn mặt. Và chùa có cặp nến chạm rồng cao 3,83m, nặng 2.100kg, do Thượng tọa Thích Hiển Chân chế tác, đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Việt Nam vào năm 2006. Và bây giờ xin mời cô chú, anh chị, các bạn, quý Phật tử cùng theo chân em đi chiêm bái vẻ đẹp huyền bí của ngôi chùa Miễn Sành này nhé. Thank you.
Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn, quý Phật tử đã quan tâm và theo dõi. Nhớ bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ cho em nha. Bye bye. Bye bye.